Ngoài số người thiệt mạng, ước tính hơn 150 ngôi nhà đã bị chôn vùi. Liên Hợp Quốc đánh giá tình hình rất xấu khi đất vẫn tiếp tục sạt lở. Nước chảy gây nguy cơ lớn đối với những người trong khu vực. Hiện hơn 1.000 người đã sơ tán khỏi làng Cao Ca Lam. Trận lở đất xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 5 khi một ngọn núi bất ngờ sạt xuống làng Cao Ca Lam trong lúc các gia đình đang ngủ say. Papua New Guinea nằm ở phía nam đường xích đạo, thường xuyên hứng chịu trận mưa lớn. Hồi tháng 3, ít nhất 23 người đã thiệt mạng sau trận lở đất ở tỉnh lân cận.